xin chào cả nhà. Wow, su kìa, coi su kìa. Su su bơi được không? Su bơi được không? Su gít ghê. Chị hai không dám ra. Wow, em kia bơi được kìa. Coi chê kìa. Lâu lâu đi xuống cháu thăm cháu. Mình rất là thích thú của cháu. Ở đây có một cái hồ nước rất là đẹp cả nhà. Nhất là tối lại đó, chiều là khi mát nữa rồi chú cháu thả cái tàu nhỏ nhỏ đó, cái chú cháu đi vòng vòng ở trên cái con hồ này, mình rất là thích. Sâu đấu, sâu súng má mày đi. Dướng cái chân của chị. Là tội nghiệp lắm. Chơi chơi bơi cho ông ngoại coi cái con. Wow, chơi giỏi quá ta. Đây thì vậy đó các bạn. Đây là các anh ở đây cũng ở vòng vòng ở cái khu vực này đó. Rồi họ chiều lại rồi thanh niên rồi tụ tập lại. Rất là vui cả nha. Con ở đây là chiều nào cũng ra đi hồ này. Ngày nào cũng hát như dòng sông. Vậy đó hả? Đây hát như dòng sông đây. Khỏe con là bởi vì anh đang thui nè. Thôi kể đen cho nó chắc con. Đó có gì đó. Mà mùa hè mà mình đâu có, một năm mình đâu có được bao nhiêu mùa hè đâu. Đúng rồi. Đó là 2 tháng 60 ngày. Đó. Con thấy chờ cái mùa hè thấy nó quý như vàng. Quý như vàng luôn, cứ gọi là quý như vàng. Đúng rồi. Nhưng mà Việt Nam mình thì nhiều lúc người ta không hiểu không? Đúng rồi. Như các bạn biết đó nha, cái hồ này đó tới mùa đông đó là nó đông thành đá hết nè. Đóng băng hết luôn. Đóng băng hết luôn. Mình chơi ski trên này cũng được, chạy vòng vòng trên này cũng được luôn. Thấy chưa, xấu sợ chưa? Xấu sợ chưa? Hả? Chị hai đâu? Em bỏ chị hai cho chị hai mát xíu không? Em cho chị hai xuống, chị hai mát chưa đi? Không dám bơi luôn kìa em kìa. Thả coi bơi không. Ô là giỏi quá ta. Ôi giỏi quá ta. Chê bơi giỏi quá. Trời ơi, bây giờ ông ngoại với bà ngoại muốn coi chê nhảy không? Nhảy nó dữ kìa. Nhảy á hả? Cô chú bên kênh của ông ngoại Năm, bà ngoại Năm chưa thấy chê nhảy đâu. Chưa. Dữ lắm á. 2 tuổi rưỡi. 2 tuổi rưỡi hả? 2 tuổi rưỡi. Chú ơi, chú. Bây giờ con, you wanna jump? Nhảy đi, you wanna jump? Đâu, giờ chơi nhảy trong ngoài coi coi. Su không được chạy lung tung nha, Su. Đi lên cái thuyền đi, đi lên thuyền đi. Đi, bây giờ mình tiến lên thuyền đi. Hả? Sao nằm đưa ngực rồi đây? Mát quá rồi chứ gì nữa phải không? Mát quá. Thiệt tình. Ok con. Mỗi lần mình xuống đây là thích thú, nhất là cháu gái mình có được cái chiếc tàu nhỏ nhỏ này đây cả nhà. Thì mấy chú cháu chiều lại cái lên đây cái ngồi dâm di một vài chai bia rồi cái ăn uống cái gì đó. Rồi relax, nghỉ ngơi về đó các bạn. Xíu. Thao phao đồ này. Rồi con gái cho con che nhảy chưa? Chưa, che nhảy cho ngoại coi. Che giỏi chưa? Nhảy rồi, nhảy cho ngoại. Wow. Giỏi quá ta. Che giỏi quá ta. Đây quay rồi nè. Đây đây.
Yeah, severely. Wow, chê giỏi ghê của chú ơi. So. Đó, chị nhảy cho Su coi đó. Nhảy lại coi, nhảy lại coi. Nhảy lại trong ngoài coi coi. Chị nhảy giỏi ghê ta. Có lấy khăn ra cho em không con? Có, quá trời, khăn quá trời này. Nhảy thêm cái nữa coi. Nhảy lại coi. Nhảy lại đây. Chị, nhảy lại trong ngoài coi cái nữa coi. Đây cô chú nè, vỗ tay cho chê nha. Bấm like cho chê nha. Rồi. Sao không nhảy? Ủa sao lần này không dám nhảy ta? Nhảy đi ta ơi, 1, 2. Coi cái chân kìa, coi chân cái này đó kìa. Ghê không? Giỏi không? Chê giỏi lắm á. Su nhảy không? Su dám nhảy không? Su nhảy với chê không? Su dám nhảy chê không? Lâu lắm em mới được đi chơi, Su được đi chơi cũng ra đây cũng tung tăng lắm. Shishu. No. Oh. Shishu, no. Park and see mix up. This one the shishu. Hung with the shishu. Yeah, but she older now. Đây sao không nhảy mà đưa mà. She 14 year old now. Mình coi nó có lạnh không em? Five. Oh, this one. Ừ, con bơi đi, mẹ đâu nói gì đâu. Su đẩy chay đi Su. Yeah. Su đẩy chay đi Su. Đẩy đi. Rồi chay đứng lại quay mặt lại đi, mẹ đẩy chay xuống nha. Rồi quay mặt lại mẹ đẩy xuống nè. Coi chừng em đó coi. Vậy con giữ nhảy đi. Thì sao? Bỏ bơi vậy là bỏ mệt rồi đó. Bỏ bơi á. Wow, bà ngoại ướt áo hết rồi kìa. Con ngồi đây nữa nè. Ngồi đây nè. Đây này, kéo lên. Đâu kéo được. Các bạn hả? Biết á, những người mà ở xung quanh cái hồ này nè, hầu như là mình thấy là nhà nào cũng có con tàu nhỏ nhỏ hết. Rất là vui các bạn. Hồi năm ngoái lúc mà chú với lại chú Nghĩa với lại chú Chiến xuống là tàu chưa về. Chưa về cơ. Ừ. Bởi vì chú nói với là mỗi mùa hè là chú canh chú xuống với con là lý do vậy đó. Xuống chú rất là thích nước. À, chiều lại ngồi trên hồ nhâm nhi một chai bia hả? Quá tuyệt vời. Tắm dữ lắm à. Bơi ớt luôn à. Thank you. Wow. Múc nước cho mẹ uống á, múc nước đó. Trời ơi. Không uống à. No. Chắc kì. Sao bà xã thôi bên đây xuống đây đổi gió thấy sao, có gì vui không? Phấn khởi không? Quá vui không? Quá vui. Cháu ngoại nó ôm nó hung là đã rồi. Ừ. Nó ôm nó hung rồi nè. Đi Quynh thì nghỉ ngơi. Dạ, yeah, đi Quynh thì nghỉ ngơi. Tại vì Quynh, đúng rồi em nói đi. Mới vừa mổ thông cái lỗ mũi đó. Thành ra không còn được. Mệt. Còn mệt. Xin phép cho đi nghỉ. Cái nói không sao, trong gia đình không à. Trời, không có khỏe là cứ nghỉ ngơi. Không có gì hết. Nhảy đi con, nhảy xuống sông đi cho nó ấm. Đứng lên này chị. Dạ. Ở đây họ sống vòng vòng trong cái hồ này đó các bạn. Thì người ta tận hưởng những cái ngày mà nắng đẹp như vậy nè. Nên chiều lại, nhất là bây giờ thì cũng còn hơi sớm đó. Khoảng một vài tiếng đồng hồ nữa thì nó mát mát xuống. Bây giờ hiện tại bây giờ cũng đang còn rất là nóng. Rồi cái người ta tập trung về thuyền, người ta chạy vòng vòng trên cái hồ này đây. Nhìn rất là hữu tình. Nói thì cái hồ vậy đó cho nó rộng mênh mông. Đó, xa xa thì các bạn thấy nha, đó. Người ta đưa thuyền ra từ từ rồi chạy vòng vòng vậy đó. Ngồi ăn tối rồi dinner. Nhưng mà những người họ sống ở cái gần bờ hồ này đó, tới mùa đông nó lạnh lắm, rất là lạnh. Su mới quen với anh kia, cái này nhảy lên chân làm quen liền nữa. Chào, để tay kìa. Để gác cái tay lên cái chân kìa. Tình cảm kìa. Su thấy friendly. See it very friendly. Nó biết trong đây có thùng ấy, cái nó lấy ra ăn gỡ. Vậy đó hả, đồ ăn của em để trong này hả? Có cho ngoại ăn không? Lên đây ngồi với mẹ không? Lôi ra hả? Ngồi ra. Cho ngoại sao?
thank you. Giỏi. Cảm ơn chị. Cho anh nữa kìa chị. Cho anh nữa. Can you give him some please? I'm good. Là hình như là ngâm được miếng nước thấy mát phải không em? What happened to the dog's eye? Chú kia đã hỏi Bèo là cái cây con mắt bị gì vậy? Thì bà xã mới nói là Bèo là mình lớn tuổi già rồi, cho nên mắt nó bị mờ từ từ, tội nghiệp em lắm. Còn Su thì đó, thấy tình cảm không? Gác lên cái chân, cái tay lên cái chân anh đó ngồi vậy đó, giống như là bạn bè thân thiết lắm. Are you okay, chị? Do you want some water? Okay. Uống nước không? Mày vô lấy nước nha. Mày nước chơi nha. Đi không, không ai lấy nước hết trơn. Ờ. Đi không ai lấy chai nước ra, đi vô lấy mấy chai nước uống chứ ngồi đây nóng. Để chú vô chú lấy cho coi. Ngồi đó đi. Ngồi đi chú lấy. Nước nhà con để đâu không? Tủ lạnh chứ đâu. Tủ lạnh hả? Không, nước nhà con để ở bên cái góc gần cái speaker á. Rồi, để chú vô chú lấy cho. Su vô không? Hay là ngồi đây? Em Su làm bạn lẹ thiệt chứ bà xã hả? Ờ, xuống cờ thương anh kìa. Su, don't bother him. No. Sit down. No. No. Just sit, okay. No, no. No. Listen. Mama. Listen. No. No. You can love him. No dicks. Yeah. Dicks. Love him. Qua là bé chơi là chạy ra ôm mừng hả? Mình thương lắm, chỉ ngạc nhiên, chỉ không có biết mình đi, không có biết mình qua, nên chỉ rất là ngạc nhiên khi mà thấy hai con Su với con Bèo là nữa. Rồi con kiếm được cái cây của chú xài nè. Có được rồi hả? Rồi ok. Xong rồi cái chỉ chạy là chỉ mừng, chỉ ôm vô nhà ôm không được, thấy thương lắm. Hai con có chút xíu à, hơi cao hơn xíu. Đi đâu? Muốn đi đâu? Muốn đi vô nhà. Đi vô nhà thay đồ cho em đó. Chay buồn ngủ rồi phải không? Không xạo hoài, buồn ngủ rồi, sáu giờ chiều buồn ngủ rồi, vô ngủ tiếp hồ vậy ha. Vậy cái chơi tới khuya với ông ngoại bà ngoại luôn ha. Thôi bây giờ chào tạm biệt đi, chào tạm biệt cô chú đi. Nói làm sao? Thì thôi xin cảm ơn tất cả mọi người xem cái video clip ngày hôm nay. Rồi. Hả? Nói sao? Chơi nói tiếng Việt đi. Bye bye giùm ông ngoại bà ngoại. Nói ai lớp vui gì? Ai lớp vui gì? Ai lớp vui gì? Ai lớp vui cô chú? Nó ngại trên cái cây bên ngoài, nó ngại ta. Hả? Ai lớp vui cô chú? Dạ thôi, bây giờ cái video của mình tới đây thì cũng xin tạm biệt. Xin hẹn gặp lại cái video ngày mai. Chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Bye bye. Xin chào tạm biệt cả nhà. Bye bye. Bye chị.